sáng lại các bạn ngồi trên một chỗ trên ghế hoặc trên giường làm tám động tác. Thứ nhất, lấy hai cường tay này, xoa hai ổ mắt đây, các bạn xoa từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài 30 vòng. Xoa để làm gì? Làm cho mắt sáng hơn. Các bệnh về mắt xoa thế này dịu dần, đỡ dần, khỏi dần, mắt sáng được. Cho nên cái mắt này, tuổi này vẫn còn nhìn được cái chữ nhỏ ở mặt sau cửa. Từ đây đến đấy hơn 6 mét. Không cần tính. Xoa mắt không những lợi về mắt rồi, mà đây hơn lợi là cái mặt. Mỗi một cổ mắt là phản chiếu một lồng ngực. Xoa mắt thế này, cái ngực được nhỏ nang ra. Nhiều bệnh tật liên quan đến cái ngực này, là phổi, là tim này, được tốt lên. Đấy là cái đất xoa mắt. Cái thứ nhì, xoa mũi lên. Lấy hai ngón tay xoa ngực từ chân cái mũi mút lên 30 lần. Rồi hai ngón tay cái và ngón trỏ vuốt xuống mũi, nhẹ nhàng tí xuống mũi, không phải toàn bộ mũi. 30 lần, từ đây 30 lần. Vuốt mũi lại gì? Cái thứ nhất, làm cho mũi ấm lên. Các bệnh về mũi được triệt tiêu. Viêm xoang, viêm mũi, rồi thì sổ mũi, rồi thì nghẹt mũi, rồi thì nhức mũi. Thứ hai, cái mũi này, đây là sống lưng. Khi vuốt thế này, các bệnh về sống lưng cũng giảm nhẹ dần. Mà khi vuốt cái này, đây là hai lá phổi, thì lá phổi cũng được nở nang tốt lên. Động tác thứ ba đây, xoa má hai bên quả má. Cái này loại gì? Đây, hai bàn tay và đây bên phải này gan mật, bên trái này bao tử gan lách. Thế là xoa hai bên xuống hai bên đây gò má, không những chứa được ngoại vi mà còn chứa được nhiều bộ phận nội tạng. Động tác thứ tư đây, xoa tai. Cái này để ở bên sau tai, cái này bằng sau mắt tai. 30 lần. Xoa tai lợi gì? Toàn thân. Mỗi một loa tai bên phải phản chiếu được thân người bên phải, loa tai bên trái phản chiếu được thân người bên trái. Xoa hai loa tai góp phần chữa toàn thân. Động tác thứ năm là xoa trán 30 lần. Rồi đây ngược lại 30 lần. Trán này là gì? Phản chiếu, các bạn biết rồi, này đây, ngoại vi, này đây, nội tạng. Tim gan và phổi nằm hết bên trắng. Thế là toàn thân nằm đây, ngoại vi nội tạng nằm trên trắng hết. Rồi động tác thứ sáu, miệng cổ. Đây 30 lần, rồi đây 30 lần ngược lại. Hoặc hai thứ này cùng một lúc. Thứ bảy đây, 10 đầu ngón tay co lại cao đầu, từ mí tóc trán xuống đến tận cổ gáy 30 lần mạnh vào. Đầu cái gì đây? Toàn thân, ngài đây. Toàn thân đấy. Động tác thứ 8, nó đây, bàn tay bên phải vuốt nửa cổ gáy bên trái 30 lần. Bàn tay bên trái vuốt nửa cổ gáy bên phải 30 lần. Thế là sáng dậy làm 8 động tác. Thứ nhất, xoa mắt. Thứ nhì, xoa mũi. Thứ ba, má. Thứ tư, tai. Thứ năm, thứ sáu, trán và u cầm. Thứ bảy, cao đầu. Thứ tám, cổ gáy.
sáng dậy làm 8 động tác như vậy. Cái thứ nhất, khí huyết lưu thông toàn cơ thể. Thứ hai, da rẻ mịn màng. Thứ ba, trừ nám, trừ mụn. Thứ tư, mắt tinh, tay tinh. Các bạn làm đi, sẽ được như ý. Tôi đã làm rồi, các bạn làm còn chắc và còn đẹp hơn tôi. Đây. Người ta hỏi về sao con thành thành giữ cái da mặt thế, có gì đâu, không sữa, không bom mát, không cái gì bôi trên mặt cả, chỉ xoa mặt đấy nhé. Đấy là sáng xoa mặt, tối xoa chân để ngủ cho ngon. Xoa thế nào? Đây, hai lòng bàn chân, các bạn biết rồi, hàng chiếu toàn thân. Đây, ta lấy cái này, chân đây, xoa hết cả cái lòng bàn chân. Để tôi đứng trên bàn nhé. Đây, ấm chân tức là ấm bụng, mà ấm bụng tức là ấm thân, điều kiện đầu tiên để ngủ ngon. Nhớ xoa chân mà có nghĩa là xoa khắp cơ thể đấy, xoa chân ấm lên. Muốn ấm cho nó nhanh, các bạn có thể dùng dầu xoa thêm chuẩn, nhưng tuyệt đối không được dùng dầu nước. Nước là gì? Là chất cồn, bôi vào nó bay hơi, nó làm lạnh. Đấy, cho nên dùng dầu cù là, dùng cao bôi thì nó không bị bay hơi ấm mãi. Đấy, xoa hai lòng bàn chân, chân ấm là bụng ấm, bụng ấm toàn thân ấm, điều kiện đầu tiên để ngủ ngon. Sau đó đừng quên cái này, dùng ngón giữa bàn tay trái, ngón giữa tay trái, tay trái mà tay phải nhé, ngón giữa phải ngón khác nhé, gõ đúng ở đây huyệt 26 nằm giữa cặp đông mày, huyệt an thần. Các bạn gõ đây tôi 200 cái, chừng khoảng 3 phút. Những ai mất ngủ bao nhiêu lâu, tôi xin thưa chỉ cần mấy tối ngủ rất ngon. Điển hình của anh chàng này 86 tuổi, mất ngủ 50 năm, thiếu tướng nghỉ hưu 86 tuổi, 50 năm không đêm nào ngủ được đến 3 tiếng, mà cuối cùng chỉ làm 5 tiếng, là tức là gì, chỉ làm có 5 đêm thôi mà cuối cùng ngủ 6 tiếng 7 tiếng. Nhớ đấy, huyệt số 26, huyệt an thần nằm trên sống mũi giữa cặp lông mày. Tại sao như vậy? Thì đây, ngón giữa là ngón cao nhất, vậy nó phản chiếu cái đầu. Tay trái thuộc về tim, nhớ đây. Đây, mà đây huyệt 56 là huyệt an thần, gõ đây tâm thân an lạc, cái trái tim, cái thân ổn định, ngủ ngon. Nhớ là mất ngủ đến thế nào cho nữa, không dùng thuốc. Nếu dùng thuốc mà ngủ được, tôi xin thưa đó là ngủ bệnh lý. Mà không dùng thuốc ngủ được, đó là ngủ sinh lý bình thường. Cho nên ta làm cái tập quán quen đi, không dùng thuốc mà ngủ mới quý. Dùng thuốc mà ngủ được, tôi xin lỗi, quẳng dần đi. Đó là ngủ bệnh lý. Mà dậy rồi thấy mệt mỏi nhiều lắm, mà đằng này dậy rồi khoan khoái nhẹ nhàng, hăm hở muốn làm cái việc cần thiết ngay buổi đầu sáng. Thế đấy, các bạn nhớ nhé, sáng xoa mặt, tối xoa chân, đó là phương pháp đơn giản nhất của Việt y để giúp con người ngủ trong ngon.